Tập 23. Mina, muốn nói gì thì để khi khác. Hôm nay chúng ta đến đây là để vui vẻ mà. Đi hát đi. Phải đấy. Đúng rồi. Hai chị em chúng ta đã lâu không cùng hát với nhau rồi. Hay là hát chung một bài đi. Được. Cậu muốn hát bài gì? Xem 72 phép thần thông của ta. Bài này thích hợp với cậu nhất đấy. Thật ngại quá các vị. Tôi thấy hơi đau đầu. Tôi xin phép về trước, cậu từ từ hát đi. Cậu không biết hát xem 72 phép thần thông của ta chứ gì? Vậy thì hát 36 kế tình yêu đi. Tôi xin phép. Chủ tịch, tôi có cách có thể khiến Giang Vĩnh Niên chủ động rời khỏi khách sạn Kim Hải Ngạn. Tâm Di, con không sao, chỉ là không quen cho lắm thôi. Để cậu đưa con về. Không cần đâu, công việc quan trọng hơn. Chỗ này tiện lắm, con bắt xe về là được rồi. Vậy được, có chuyện gì nhớ gọi cho cậu nhé. Được, tạm biệt. Cẩn thận đấy. Tốt thật đấy. Cả gia đình có thể ngồi ăn chung với nhau. Tiểu Mỹ, báo cho quản lý các bộ phận tới phòng họp đợi tôi. Nhưng đã muộn như vậy rồi. Nếu ai không tới, bảo bọn họ sau này không cần tới nữa luôn đi. Dạ. Còn nữa, đừng gọi Giang Hạo Thiên. Được. Cái này là của con. Bỏ tay ra, nó là của cô. Được rồi. Con chỉ nghĩ tốt cho cô thôi mà. Xem cô mập chưa kìa. Cô cứ thích mập đấy. Con không buông, không buông, không buông. Buông ra, buông ra ngay. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Anh đã nói rồi, có chuyện muốn nói với hai người rồi mà. Thực ra hôm nay có một người muốn gặp hai người là... Khuy Tử, Vạn Niên, Ân Thục Mẫn. Cô ơi, chị đi đi, chị đi đi. Cô à, chị đi đi. Anh,
Anh bị chị ta lừa còn chưa đủ sao? Năm đó chị ta bỏ rơi chồng con, bỏ theo ông chủ giàu có, hại anh thê thảm biết bao. Được rồi, giờ chị ta già rồi, bị người ta đá rồi, muốn về đây lợi dụng tiếp sao? Cô à, không phải đâu. Em nghe anh nói đi. Chị dâu em biết sai rồi. Cô ấy đã từ chức ở tập đoàn Hồng Phát rồi. Chị ta biết sai ư? Lời chị ta nói anh cũng tin được à? Chị đừng tưởng là tôi không biết chị muốn gì. Bị người giàu đá rồi, bây giờ hết tiền mới về chứ gì. Tôi nói chị nghe, tiền không phải là của chị, con trai cũng không phải là của chị. Cậu không mau đuổi theo đi. Cô có nhầm lẫn không vậy? Sao lại nói mẹ con như thế? Đồ điên. Alo. Được, tôi sẽ tới ngay. Em đấy. Anh đó. Em nói anh nghe, thứ không đáng tin nhất chính là tình yêu đấy. Anh càng yêu chị ta càng làm anh tổn thương. Tóm lại, em nói cho anh biết, có thế nào em cũng không để cho Ân Tục Mẫn về đây đâu. Nếu chị ta về đây, em sẽ châm lửa đốt luôn chỗ này, để xem chị ta về kiểu gì. Em. Mẹ. Mẹ đừng đi mà. Là ba gọi mẹ về đi. Khuê Tử, con có thấy mẹ con là người xấu không? Không phải. Vậy con có muốn mẹ về bên cạnh ba con không? Con không nói không. Chẳng qua là vì mẹ là mẹ của con thôi. Không, mẹ hiểu mà. Cả con và ba con đều hận mẹ. Mẹ đừng như vậy mà. Con và ba đều không hận mẹ. Chỉ là con thấy đã nhiều năm vậy rồi, ba cũng quen với việc một mình rồi. Hơn nữa, tiệm bánh cũng đâu có tiền đâu. Đến con cũng nghĩ là mẹ vì tiền sao? Không phải đâu, con không giỏi ăn nói cho lắm. Con trai, con không cần nghĩ cho cảm nhận của mẹ đâu. Mẹ biết mình không phải là một người mẹ tốt, không phải là một người vợ tốt. Mẹ không chịu được khổ. Vào lúc ba con cần mẹ nhất, mẹ lại rời xa ông ấy. Vậy nên hai người bỏ mặt mẹ cũng là đương nhiên thôi. Nhưng mẹ thật sự muốn sửa sai mà. Mẹ thật sự muốn bù đắp. Mẹ, con trai ngoan. Thực ra mẹ không cần gì hết, cũng không cần tiền của hai người. Mẹ chỉ muốn chăm sóc hai ba con, để lương tâm của mẹ dễ chịu hơn thôi. Nhưng mà bây giờ xem ra tất cả đều là xa xỉ. Con yên tâm, mẹ sẽ không tới tiệm bánh nữa đâu. Chăm sóc ba con cho tốt nhé. Mẹ. Phải đấy, mấy giờ rồi mà gọi chúng ta tới đây chứ? Quản lý Vạn, chủ tịch muộn vậy rồi còn gọi chúng ta tới, suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Anh có thể hỏi giám đốc Vương kia kìa, nhất định là ông ấy biết. Xin lỗi mọi người, tôi cũng không rõ về chuyện hôm nay cho lắm. Chủ tịch. Xin lỗi vì muộn vậy rồi, còn gọi mọi người tới đây. Thực ra cuộc họp này, tôi là muốn tìm hiểu thêm về cách vận hành cũng như cơ cấu của khách sạn của chúng ta, cũng như muốn nghe giám đốc các bộ phận có ý kiến thế nào. Thì ra chỉ là như vậy thôi sao? Vậy phiền cô có thể đợi sáng mai rồi mới thảo luận chuyện này được không? Nhưng thời gian là vàng mà. Tôi cũng biết thời gian là vàng, nhưng cô cũng không cần nửa đêm còn gọi tất cả mọi người tới một cuộc họp không hề quan trọng chứ, chủ tịch. Quản lý Vạn, tôi không hề nghĩ cuộc họp này không hề quan trọng. Cô không cần ngủ, nhưng chúng tôi thì cần. Nếu không sáng mai làm gì có sức mà đi làm cơ chứ. Quản lý Vạn, cô đừng kích động, đừng kích động mà. Chào mọi người. Khách sạn Kim Hải Ngạn trước đây do gia đình quản lý, tác phong có hơi bảo thủ, có rất nhiều chỗ cần phải cải thiện. Còn cách quản lý của Mỹ đề cao tính rõ ràng, tức là cấp trên sẽ làm việc với cấp dưới. Chỉ cần nhân viên có ý kiến tốt phát biểu lên công ty, công ty đều sẽ ưu tiên xử lý. Tôi biết mọi người tạm thời vẫn chưa tin tưởng cách cải cách của công ty, nhưng công ty cần sự ủng hộ của mọi người. Tất nhiên, chỉ cần mọi người cùng cố gắng, sau này công ty nhất định sẽ còn tốt hơn trước nữa.
Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã chiếm dụng nhiều thời gian quý giá sau giờ làm của mọi người như vậy. Hy vọng mọi người có thể thông cảm cho lập trường của công ty. Mọi người đều mệt lắm rồi, về nghỉ ngơi sớm thôi. Được rồi, đi thôi. Tâm Di, con nóng lòng quá rồi. Có những chuyện không thể gấp được đâu. Nhưng cậu nói thời gian là vàng còn gì. Tuy là vậy, nhưng cũng không thể làm bừa được. Giờ đang là giờ tan làm, bọn họ phải về nhà nghỉ ngơi. Con đừng căng thẳng quá. Tất nhiên là con phải căng thẳng rồi cậu. Con còn chưa quen việc nữa, con căn bản không biết phải làm thế nào. Con sợ lắm. Cậu sẽ giúp con mà. Tâm Di, Tâm Di, sang vườn nhìn thấy anh thì đừng bỏ chạy. Anh là rắn độc hay mạnh thú? Chúng ta đi chia tay rồi, không nên gặp lại nhau nữa đâu. Vậy sao em còn tới đây? Không cần anh quản, em không quên được có đúng không? Cũng giống như anh không quên được vậy. Ở đây có quá khứ, có hồi ức của chúng ta, có từng giây từng phút chúng ta bên nhau. Anh đừng nói nữa. Những chuyện đó tôi đã quên từ lâu rồi. Nó chẳng là gì cả. Anh tha cho bản thân đi. Em sai rồi. Là tình yêu của chúng ta không chịu tha cho chúng ta. Nó không tha cho anh, cũng sẽ không tha cho em. Nó thường xuyên nhắc nhở chúng ta, chúng ta không nên xa nhau. Anh tỉnh táo lại đi. Chỉ có chúng ta yêu nhau là chưa đủ đâu. Còn bối cảnh của chúng ta thì sao? Nó căn bản không cho phép. Chặng đường này thật sự quá vất vả. Em không chịu nổi nữa rồi. Em thật sự rất vất vả. Hạo Thiên, Hạo Thiên, đừng mà. Hạo Thiên, quay lại đi. Hạo Thiên, quay lại đi. Đừng mà. Hạo Thiên, Hạo Thiên, quay lại đi. Quay lại đi. Quay lại đi. Đừng mà. Hạo Thiên, em đừng như vậy mà. Thế giới không còn em thì còn ý nghĩa gì với anh nữa đâu. Em cứ mặc kệ anh đi. Đừng mà. Anh muốn tự sát, vậy thì chúng ta cùng chết chung luôn đi. Đừng mà. Hạo Thiên. Tâm Di, anh cầu xin em. Em hãy hỏi trái tim mình xem mình muốn gì đi. Có được không? Anh xin em đấy. Trái tim của em nói với em rằng nó rất sợ, không biết phải làm thế nào cả. Tâm Di, Tâm Di, Hạo Thiên, xin anh hãy cho em chút thời gian để em nghĩ cho kỹ đi. Dậy sớm như vậy sao? Cả đêm em không ngủ được. Vẫn phiền não vì chuyện đó à? Anh Thiếu Bạch, nếu con người có thể khống chế tình cảm của mình thì tốt rồi. Như vậy em sẽ không cần phiền não như vậy nữa. Nhưng nếu như vậy sẽ không còn niềm vui nữa rồi. Vậy em phải làm sao đây? Nếu quá đau lòng thì tìm bạn bè tâm sự đi. Nói ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn, có hiểu không?
Tiểu Ưu, nhìn bên này đi. Tiểu Ưu, Tiểu Ưu, nhìn bên này. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhìn bên này đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Tiểu Ưu, nhìn qua bên này nè. Cảm ơn. Nào, Tiểu Ưu, qua bên đây. Tiểu Ưu, chụp hình nào. Tiểu Ưu, chào anh, cảm ơn. Chào anh. Sau này chúng ta phải hợp tác nhiều hơn đấy. Chị tìm em có chuyện gì không? Đã lâu không gặp em rồi, vậy nên mới hẹn em ra thôi. Em có khỏe không? Em rất ổn. Vậy là tốt rồi. Chị có gì thì cứ nói thẳng đi. Chị đang rất không vui. Thật sự rất phiền. Thế giới của chị bị đảo loạn hết cả rồi. Chị thật sự không muốn làm chức chủ tịch. Theo em thấy thì đáng đợi chị thôi. Không phải sao? Thật ra tất cả mọi chuyện đều là do chị tự nắm bắt. Chị có thể dễ dàng trả nó về chỗ cũ, nhưng chị lại không làm. Cứ để người ta dắt mũi. Sao cùng người đau khổ, chỉ có mình chị mà thôi. Chị không hiểu sao? Em hỏi chị, chị có hận nhà họ Giang không? Vậy thì xong rồi còn gì. Thật ra chị chẳng hiểu gì về những thù hận này cả. Tại sao chị lại phải gánh vác nó chứ? Hơn nữa sau này chị cũng định sống như vậy sao? Thật ra em thấy rất nực cười, chị có biết không? Em không biết nên nói chị quá trẻ con hay là ngu ngốc đây nữa. Giờ em chỉ có hai câu để tặng cho chị thôi. Câu thứ nhất là hạnh phúc phải dựa vào bản thân mình giành lấy. Thứ hai, mọi ba mẹ trên đời đều hy vọng con mình được hạnh phúc. Nếu ba mẹ chị trên trời có linh nhìn thấy dáng vẻ của chị hiện giờ, bọn họ cũng sẽ không vui đâu. Chị tự mình suy nghĩ đi. Em đi trước đây. Tiểu Ưu, em đừng đi được không? Em muốn mắng chị thì cứ mắng chị đi. Nhưng mà hãy ở bên chị lúc này. Gọi là mắng người thì cũng cần phải có thời gian. Nhưng mà giờ em không có thời gian mắng chị. Bây giờ xin mời Tiểu Ưu của chúng ta và Chủ tịch Chu lên sân khấu. Hẳn là mọi người đều biết đĩa đơn mới của Tiểu Ưu phải hạnh phúc đã chiếm vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng Kim Chúc suốt 2 tuần liền rồi. Đĩa đơn phải hạnh phúc trở thành ca khúc hàng đầu danh xứng với thực. Xin mọi người hãy cùng chúc mừng. Cũng xin mời Tiểu Ưu cùng Chủ tịch Chu của chúng ta cùng đập vỡ bức tượng băng số 1 này. Mọi người cho một tràng pháo tay nào. Hay lắm. Cảm ơn. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Cô Lâm, mọi người đều rất mong chờ. Em bưng đầu tiên của cô cho hỏi tới khi nào mới được thưởng thức đây. Bài hát mới cô tôi đang ghi âm rồi. Tôi nghĩ chắc là sẽ nhanh thôi. Cô Lâm, cho hỏi khi nào thì cô sẽ phát hành đĩa đơn tiếp theo. Chắc là sớm thôi. Cô Lâm, vấn đề cá nhân của cô đã được giải quyết chưa? Cô có bạn trai chưa thế? Tiểu Ưu, cô thích bài hát nào của mình nhất vậy? Là bài này, đây là bài mà tôi thích nhất. Cẩn thận ăn nhiều quá sẽ phát tướng đấy. Anh quan tâm điều đó sao? Buổi tối tôi sẽ nói với cô. Cảm ơn mọi người. Cô Lâm, bên này, được. Đã nói là hôm qua sẽ tới, sao lại bỏ bom tôi? Hôm qua tôi có việc. Vậy được. Giờ tôi muốn anh bù đắp cho tôi. Suốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi muốn thế nào ư? Anh đã hứa
sẽ để tôi làm ca sĩ rồi mà. Giờ lại để Lâm Tiểu U đó chiếm mất. Tôi mặc kệ. Giờ anh phải đưa ra ý kiến giúp tôi đi. Tôi muốn ra album. Tôi nói cho cô biết, dục tốc thì bất đạt. Đợi tôi giành được tập đoàn Hồng Phát về tay, cô muốn gì mà không được. Tham làm sớm như vậy làm gì? Cứ làm theo lời tôi đi. Rồi một ngày cô sẽ hiểu tôi. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Lâm Bác Nhã, anh tưởng là không có anh thì tôi không còn cách nào sao? Anh xem thường tôi quá rồi đấy. Sao thế? Ai chọc giận gì em à? Thì là anh đấy. Cái túi LV mẹ muốn không phải anh đã mua cho em rồi sao? Sao thế vẫn chưa hài lòng à? Người ta không có nói chuyện đó. Vậy em lại thích thứ gì rồi nói đi. Em nhìn trúng Lâm Tiểu Ưu. Em nhìn trúng cô ta. Vậy anh phải làm sao đây? Không phải, ý em là em nhìn trúng sự nghiệp của cô ta. Hồng Phát, anh tin em đi. Thực lực của em đảm bảo không thua gì Lâm Tiểu Ưu đó đâu. Không phải, anh đã nói rồi sao? Công ty không thể đồng thời nâng đỡ hai người mới được. Như vậy sẽ phân tán sức chiến đấu. Em mặc kệ, em muốn làm ca sĩ. Anh nâng đỡ em lên đi, em muốn làm ca sĩ. Tin anh đi, anh sẽ sắp xếp mà. Anh cứ nói là sẽ sắp xếp. Rốt cuộc phải đợi tới khi nào đây? Có phải là đợi đến khi em già rồi không đáng tiền nữa hay không? Em hôm nay không nói mấy chuyện này nữa, mất hứng lắm. Phong cảnh gì chứ, xấu chết đi được. Vậy thì đi thôi. Hồng Phát, phụ nữ ai cũng như nhau cả. Em dựa vào đâu mà cô có thể? Còn tôi thì không chứ. Dựa vào đôi chân ngắn cũng đó của cô à? Công ty cũng chỉ có thể nâng đỡ một người mới thôi phải không? Được. Vậy thì tôi sẽ cho anh chỉ nâng đỡ một người. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Tiểu U, nghe nói trong một cuộc thi vào 6 năm trước cô từng bị thương, chuyện này là thật sao? Tiểu U, lúc đó cô từng tới bệnh viện, bác sĩ nói chân phải của cô ngắn hơn 5 cm, có phải như vậy không? Được rồi, mọi người đừng có nói linh tinh. Tiểu U không có chuyện như vậy đâu. Tiểu U, cô cởi giày ra đi lại chứng minh cho mọi người xem cô không phải là chân dài chân ngắn đi được không? Tiểu U, nếu cứ tiếp tục như vậy hoạt động này sẽ không diễn ra được đâu. Tiểu U, ra ngoài chứng minh cho bọn họ xem đi. Cô không phải chân dài chân ngắn. Đi đi. Đi đi. Lisa, cô có biết công ty đã dồn bao nhiêu tiền vào Lâm Tiểu U rồi không? Cô ấy vừa mới kiếm được tiền cho công ty, cô lại tung ra tin đồn tiêu cực như thế này. Cô làm quản lý cái kiểu gì thế? Xin lỗi chủ tịch, tôi không hề biết Lâm Tiểu U là chân dài chân ngắn như vậy. Hôm đó nhiều phóng viên ở đó như vậy. Nếu như tôi biết, tôi sẽ không giúp cô ấy chứng minh trước mặt phóng viên đâu. Tôi làm như vậy chỉ là để giúp công ty thanh minh chuyện này thôi. Một câu xin lỗi có giải quyết được vấn đề không? Nếu cô không giúp Lâm Tiểu U giải thích rõ chuyện này, phóng viên ngày nào cũng sẽ đăng tin, ngày nào cũng đưa những tin tiêu cực. Cô làm như vậy, Lâm Tiểu U sao còn chủ đứng ở trong giới âm nhạc được nữa? Công ty sẽ tổn thất hết bao nhiêu tiền? Chủ tịch, tôi thật sự không biết mà. Ông cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Sau khi chứng minh, tôi sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa đâu. Chủ tịch, đi sao cũng chỉ là bất cẩn thôi. Kinh nghiệm quá chưa đủ.
Cô ấy cũng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng tới vậy. Ông cho cô ấy thêm một cơ hội đi. Ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài. Đi thôi. Chủ tịch, tìm tôi có chuyện gì? Chuyện của Lâm Tiểu U, cậu định làm thế nào? Bây giờ xảy ra những chuyện này, em Vương e là sẽ rất khó bán. Nhưng mà giữa chúng ta và cô ấy đã ký hợp đồng 3 năm. Nếu lập tức hủy hợp đồng, chúng ta sẽ lỗ rất nhiều tiền. Tôi nghĩ nên tạm thời cho đóng băng cô ta, đợi sóng gió qua đi đi. Cậu theo sát chuyện này đi. Nhớ kỹ, phải dẹp yên đám phóng viên đó, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty. Còn nữa, chuyện của Giang Vĩnh Niên phải lập tức xử lý. Đêm dài lắm mộng. Chủ tịch, ông yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Được, làm cho tốt đi. Tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Cậu ra ngoài đi. Cảm ơn chủ tịch. Anh hẹn tôi tới nơi quái quỷ này làm gì? Chẳng có bóng người nào cả. Chuyện của Lâm Tiểu U là do cô làm phải không? Phải thì sao nào? Không phải thì sao nào? Tôi đi theo lão già đó lâu như vậy, cũng phải lấy lại thứ gì đó chứ. Anh không chịu giúp tôi, vậy nên tôi chỉ đành tự ra tay thôi. Đồ ngu! Cô tưởng không cần Lâm Tiểu U, bản thân có thể lên ngôi hay sao? Cô làm như vậy chỉ tổ khiến Chu Hồng Phát phản cảm thôi. Đến lúc đó, đừng nói là cô không lên ngôi được, mà đến tôi cũng sẽ bị liên lụy nữa. Ả đàn bà ngu ngốc này! Tôi mặc kệ. Tóm lại, trong vòng một tháng tôi muốn trở thành ca sĩ ký hợp đồng của tập đoàn Hồng Phát. Nếu không, chuyện gì tôi cũng làm được đấy. Cô đang uy hiếp tôi sao? Vậy anh có đồng ý hay là không đây? Tôi nhắc nhở cô, tốt nhất cô đừng nên làm gì hết. Nếu không, người chịu thiệt sẽ chỉ là cô mà thôi. Cô nóng lòng cái gì? Bây giờ quan trọng nhất vẫn là Chu Hồng Phát. Chỉ cần nắm được ông ta trong tay, muốn Lâm Tử U đi còn không phải một câu nói của cô là xong mà được. Về nói đi, phải đợi tới năm nào tháng nào? Làm người quản lý mà như vậy tôi không có thời gian tiếp tục nữa đâu. 7 ngày cái gì, cho tôi 7 ngày. Trong vòng 7 ngày bảo đảm ông ta sẽ yêu cô. Chắc không cần nghe tiếp nữa đâu nhỉ. Trò này là tôi học ở anh đó. Thế nào? Giờ thì
hết buồn ngủ rồi phải không? Lisa, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện lại đàng hoàng đấy. Đi cho tôi. Không, đưa cho tôi. Để tôi ký hợp đồng đi rồi tôi sẽ đưa nó cho anh. Tôi muốn nó ngay bây giờ. Cô đàn bà đi nè. Cậu đã biết chuyện của Lisa chưa? Cô ấy còn trẻ như vậy, đúng là đáng tiếc. Tối qua cậu đã ở đâu? Tôi vẫn luôn ở nhà, chưa từng ra ngoài. Vậy thì lạ thật. Tối qua tôi lại nhìn thấy một người rất giống cậu ở gần nhà của Lisa. Chắc là chủ tịch nhìn nhầm rồi. Không sao, cậu ra ngoài đi. Còn chuyện gì sao? Chủ tịch, tối qua tôi thực sự đã gặp Lisa. Chuyện của Lâm Tiểu Ưu lúc trước cũng là do quấy một tay sắp xếp. Vậy sao? Sau đó thì sao? Chắc ông cũng biết Lisa vẫn luôn muốn làm ca sĩ phải không? Nguồn tin của phóng viên cũng là do quấy sắp xếp. Quấy còn đang chuẩn bị công khai chuyện của ông và quấy nữa. Dùng chuyện này để uy hiếp ông. Không ngờ cô ta còn có chiêu này nữa. Quấy nói mình được học theo ông cả thôi. Học theo tôi ư? Là chuyện sau khi đối phó với đám cổ đông của khách sạn Kim Hải Nhạn sau thu mua. Lisa còn nói nếu tôi không giúp cô ta sẽ đi tìm phóng viên. Tôi muốn ngăn cản cô ta, chúng tôi liền lao vào đánh nhau. Nhưng mà ai biết tôi đã lỡ tay một cái, Quấy lại ngã ra giữa đường mà bị đụng xe. Cái con tiện nhân này. Chủ tịch, ông yên tâm, giờ Quấy đã không nói gì được nữa rồi. Bác Nhã, bây giờ chỉ có ông và tôi biết. Chỉ cần chúng ta không nói thì không ai biết được đâu. Chuyện này may nhờ có cậu đấy. Có thể giúp được chủ tịch là vinh hạnh của tôi. Nếu không còn chuyện gì, vậy tôi đi trước đây. Có phải cậu có thứ gì muốn giao cho tôi không? Suýt nữa thì tôi quên mất.
sao danh số lại rất thảm hại thế này? Tên họ Đinh đó, tuy trước đây từng thu mua rất nhiều khách sạn, nhưng dù gì cũng không có kinh nghiệm quản lý. Cô Thẩm lại vừa nhậm chức, không thạo nghiệp vụ, vậy nên còn Hạo Thiên thì sao? Nó là tổng giám đốc mà, nó đâu thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Hạo Thiên chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Tên họ Đinh đó chẳng để cô ấy làm gì cả. Nghe nói anh ta đã cho người từ Mỹ về đây rồi, định thay thế Hạo Thiên luôn. Quá đáng thật đấy, chẳng chừa đường lui gì cả. Được rồi, được rồi, ông cũng đã nhượng quyền kinh doanh cho họ rồi. Đằng nào ông cũng là cổ đông lớn, cứ ở nhà dưỡng thương đi. Ngày ngày có người khác kiếm tiền cho ông, có gì không tốt chứ? Ông đã vất vả cả đời rồi. Nào, ăn chút hoa quả đi, không thể uống thuốc khi bụng rỗng được. Nào, bà không hiểu đâu, đây không phải chuyện về quyền kinh doanh. Quyền kinh doanh thuộc về ai cũng được, chỉ là người làm việc đó nhất định phải xuất sắc. Tôi thực sự không muốn Kim Hải Ngạn có chuyện gì. Nếu không, tâm huyết của tôi xem như uổng phí. Lão Vương, mảnh đất mà tôi nhờ anh mua, anh tìm đến đâu rồi? Vẫn đang tìm, vẫn đang tìm. Nhanh lên đấy. Được. Nào, ăn đi. Trùng hợp quá nhỉ? Phải đấy. Sao thế? Có phải em không chịu nổi anh nữa được không? Không phải. Em có biết anh đang nghĩ gì không? Tôi không biết. Anh hy vọng bây giờ thang máy có thể giống như trong phim hàng, đột nhiên bị hỏng. Anh biết là em rất sợ tối, nhưng nếu như vậy, anh sẽ có thể nắm tay em. Em còn xem báo cáo mấy năm trước nữa à? Trả cho tôi. Rất tệ phải không? Có muốn đổi cách khác không? Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Em đọc tư liệu chẳng thà, nghe anh tường thuật còn hơn. Anh là tổng giám đốc mà, anh có nghĩa vụ làm việc cho em. Không cần đâu, đây là việc công. Tới phòng làm việc của tôi đi. Hạo Thiên, bất luận trước đây chúng ta thế nào, nhưng dù gì ở đây cũng vẫn là công ty. Vậy nên tôi không hy vọng. Tổng kết lại thì 5 năm qua khách sạn Kim Hải Ngạn vẫn luôn phát triển với mức doanh thu 30% mỗi năm. Để ví dụ thì từ năm 2006. Sao thế? Anh nói gì không đúng à? Tiếp tục đi. Được, để nói em nghe. Nếu năm nay muốn đột phá được mức doanh thu 30% mỗi năm tiếp tục phát triển, vậy thì phải tiến hành cải tiến từ chất lượng phục vụ trước. Ví dụ như nâng cao phục vụ buồng phòng, còn có cả chất lượng đồ ăn nữa, tâm gì cũng như những thứ liên quan. Hay là thế này, hôm khác anh sẽ tới tìm em để bàn tiếp được không? Được, hai người nói chuyện đi. Tâm gì? Sao con lại đi chung với cậu ta nữa rồi? Bọn con chỉ đang nghiên cứu về công việc thôi. Thật sao? Tin hay không tùy cậu. Con xem cái này đi. Chủ tịch, có người nhờ tôi đưa cái này cho cô. Cảm ơn cô.
Alo, Tâm Di, anh không tìm em để chơi đâu, chỉ tìm em để bàn công việc thôi. Giờ đã tan làm rồi, không phải em nói thời gian là vàng hay sao? Vậy thì gặp nhau ở chỗ anh nói đó đi. Cuối cùng em cũng tới rồi. Thế nào, nói chuyện ở đâu đây? Đừng nói vội, đi theo anh đã. Việc làm ăn chỗ anh thấy rất tốt, thời gian không đợi người đâu. Là nơi nào thế? Hồi đi học anh thường xuyên tới đây. Vốn là định đợi chúng ta kết hôn rồi mới đưa em tới. Được rồi, không nói nữa. Nào, nhanh lên, vào đi. Anh làm gì vậy? Ông chủ, bà chủ, tôi không tới để đi ăn với anh đâu. Tới ngày tới ngay, qua đây đi. Nào, được rồi, nào, ngồi đi. Nào, nào, ngồi, 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 ngồi. Nếu không bằng việc công thì tôi đi trước đây. Có lý nào là vừa tới đã đi cơ chứ? Không lẽ cô chê chúng tôi nấu ăn không ngon? Không phải đâu, Tâm Di, Tâm Di. Không phải chỉ là ăn bữa cơm thôi sao? Ngồi xuống trước đi. Vừa nhìn hai người là biết vợ chồng trẻ cãi nhau rồi. Không phải hay chúng tôi? Đừng nói nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Hai người không biết thế tôi, hãy ai ăn đồ ăn của chúng tôi rồi, có cãi nhau cách mấy thì cũng ngọt ngào trở lại thôi. Nhớ năm đó tôi và anh mập. Qua đây, qua đây. Cay quá. Cay là đúng rồi. Không cay thì cần đàn ông làm gì chứ? Muốn bớt cay không? Làm như thế nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.